Ở tuần trước, chủ đề nhạc phim chắc chắn đã mang đến cho quý vị khán giả một đêm nhạc đầy cảm xúc và thăng hoa đúng không nào? Những giai điệu, hình ảnh đáng nhớ của một bộ phim đã được tái hiện lại một cách ăn ý đến từ sự kết hợp của ba đội trưởng và các thí sinh của mình. World Hit, những bản nhạc nổi tiếng thế giới, sẽ là chủ đề mà các thí sinh cùng tranh tài trong vòng 6 của Trời Sứ Một Cặp. Kết thúc vòng thi này, chúng ta sẽ tìm ra 4 chiến binh mạnh nhất bước vào vòng bán kết của Trời Sứ Một Cặp mùa 7. Đêm thi này có gì đặc biệt? Liệu rằng thí sinh nào sẽ bứt phá để có mặt trong top 4? Ngay bây giờ, hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho MC Huyền Trang. Chào đón quý vị đang theo dõi Trời Sinh Một Cặp mùa thứ 7. Một tuần nữa lại trôi qua, Huyền Trang rất vui khi được gặp gỡ lại quý vị khán giả với khung giờ phát sóng 21:15 tối chủ nhật trên VTV3. Quý vị thân mến, nền âm nhạc thế giới luôn luôn tìm kiếm những nghệ sĩ tài năng cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc mang tính phổ biến rộng rãi và được yêu mến trên toàn cầu. Những ca khúc nổi tiếng thế giới đó, dù ở thế hệ nào, cũng được coi là world hit. Và đó cũng chính là chủ đề dành cho 6 thí sinh của Trời Sinh Một Cặp hôm nay. Để bắt đầu cuộc hành trình mang tên World Hit, bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón sự quay trở lại của bộ ba giám khảo quyền lực: giám đốc âm nhạc, giám khảo cố định nhạc sĩ Huy Tuấn, cùng với hai vị giám khảo khách mời, ca sĩ Ái Phương và nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Xin được chào đón sự quay trở lại của bộ ba giám khảo nhạc sĩ Huy Tuấn, các nhạc sĩ Ái Phương và nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được đồng hành với các thí sinh với một chủ đề vừa khó vừa dễ, cũng mang lại nhiều yếu tố bất ngờ và thú vị, đó chính là World Hit, những bản nhạc nổi tiếng trên thế giới. Không biết là nhắc đến chủ đề này thì cả ba vị giám khảo sẽ có ấn tượng ngay trong đầu mình một ca khúc nổi tiếng nào đó. Xin mời anh Nguyễn Hải Phong ạ. Tôi nghĩ là chủ đề này chắc chắn là khó. Tôi đoán là sẽ có rất nhiều bài hát mà nó gần với tuổi thơ của tôi, cái thời mà tôi chép băng cassette bằng tiếng Anh ra rồi học hát theo á. Tôi thì thích nhóm nhạc The Beatles. The Beatles. Tôi thích bài Yesterday. Yesterday, một ca khúc cũng rất là nổi tiếng với chủ đề này. Mỗi người thì sẽ có một sự lựa chọn khác nhau, có vẻ như anh Tuấn cũng sẽ có một sự lựa chọn khác đúng không ạ? Tôi nhớ đến những cái bài hát gần đây nhất, nó có thể là những bài như là Despacito. Despacito. Thế trẻ hơn hẳn đúng không? Vâng, mà bài này là kết hợp với vũ đạo thì thực sự sẽ là một sân khấu rất là bùng nổ với thí sinh nào lựa chọn ca khúc này đúng không ạ? Thế nhưng mà với vị trí của anh Huy Tuấn, đây là một chủ đề mà như anh Nguyễn Hải Phong nói là không hề dễ một chút nào. Với anh sẽ có những cái lời khuyên, lời tư vấn nào dành cho những vị đội trưởng cũng như là 6 thí sinh còn lại sẽ thể hiện trong ngày hôm nay ạ? Tôi thì hơi ngược với Nguyễn Hải Phong một chút. Tôi nghĩ là đây là một cái chủ đề nó rất là phong phú, rất là nhiều những cái thứ mà các bạn có thể lựa chọn được, từ Despacito, Macarena, Lambada, cái gì nó cũng là world hit hết cả. Tôi hy vọng là đây có thể là một cái vòng bứt phá dành cho các thí sinh và các đội trưởng, bởi vì cái sự phong phú của các cái thể loại âm nhạc cũng như là sự phong phú về cái ngôn ngữ chẳng hạn. Nó không nhất thiết là phải là tiếng Anh, nó hoàn toàn có thể tiếng Tây Ban Nha, hoàn toàn tiếng Bồ Đào Nha, cái gì cũng có thể cả. Dạ vâng, hy vọng là các thí sinh của chúng ta sẽ có những sự đột phá trong cách thể hiện và cách lựa chọn ca khúc nữa. Nếu mà theo quan sát của Huyền Trang, nghĩ rằng là chị Ái Phương sẽ thích tiết mục của các thí sinh nào có vũ đạo thì phải. Thực ra chị thích hết á. Hồi nãy khi mà nghe anh Tuấn nói xong, chị nghĩ là bây giờ mình đang đoán đúng không? Mình đang đoán là sẽ là những bài kinh điển, mình sẽ đang đáng là Despacito. Nhưng bây giờ ai đó ra đây làm Nicki Minaj và đọc rap Super Bass, một cái là chị chết. Trời ơi, chị cho 20 điểm mà luôn. Mà là thậm chí có thể là Si Tình nhá. Tôi nghĩ Si Tình cũng là một dạng đúng hit đó. Là một trong những ca khúc của Hoàng Thùy Linh cũng mang đến cái sự ảnh hưởng đến khán giả trên toàn cầu. Chúng ta cũng coi đó là một world hit đúng không ạ? Chính xác. Cái sự phán đoán của chúng ta bây giờ thì chỉ mang tính tương đối thôi. Còn lát nữa chúng ta sẽ được chờ đợi những phần thể hiện của những vị đội trưởng và các thí sinh trên sân khấu của Trời Sinh Một Cặp lần này. Nhưng trước khi đến với những phần thể hiện đó thì Huyền Trang cũng muốn lưu ý về luật chơi dành cho quý vị khán giả cũng như là bộ ba giám khảo. Với mỗi tiết mục dự thi khi hoàn thành xong thì hai giám khảo khách mời sẽ là những giám khảo đưa ra số điểm trước, và số điểm từ giám khảo Huy Tuấn chúng tôi sẽ bật mí ở phần cuối chương trình. Sau khi kết thúc 6 phần thi của cả 6 thí sinh, chúng ta sẽ tìm ra 3 thí sinh lọt vào vòng an toàn và 3 thí sinh còn lại sẽ rơi vào trạng thái nguy hiểm.
Và trong 3 thí sinh đó, chúng ta sẽ phải nói lời chia tay với 2 thí sinh có số điểm thấp hơn. Trong trường hợp cả 3 thí sinh bằng điểm với nhau thì quyền quyết định cuối cùng sẽ thuộc về giám khảo Huy Tuấn. Và như vậy thì các thí sinh của chúng ta trong vòng này sẽ phải cố gắng nỗ lực hết mình, bởi có thể là cơ hội cuối cùng được trình diễn trước quý vị khán giả của Chơi Duyên Một Cặp. Hãy cùng cổ vũ cho họ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với màn trình diễn đầu tiên. Can't help falling.
vừa được lắng nghe bản tình ca rất là lãng mạn có tên là Can't Help Falling in Love với phần thể hiện của đội trưởng Hồ Trung Dũng, thí sinh Thảo Trang và với phần hỗ trợ của Open Party Band, và lại bắt gặp một hình tượng rất là dễ thương trẻ trung đến từ Thảo Trang. Mà Huyền Trang để ý nhá, hình như là từ đầu các vòng thi đến giờ ấy thì cứ mỗi lần gặp cặp đôi này thì đều là những bản tình ca nhẹ nhàng, dễ thương, những bài hát ngập tràn trong hạnh phúc. Đây là chiến thuật đến từ cặp đôi này thì phải, không biết là Huyền Trang phán đoán như thế có đúng không ạ? À, thực ra là anh Tuấn, anh cho Dũng một đề bài rất là khó. Anh giao Dũng ba thí sinh đều là những người không có kinh nghiệm về hát tiếng Anh, không nghe nhạc ngoại ngữ. Vì thế là trong cái vòng này thì Dũng không chỉ là phải hướng dẫn các bạn hát, mà là thực sự là ngay cả về phát âm, về mọi thứ, và để các bạn cảm dần về dòng nhạc này. Vì là ở đây chắc là Ái Phương cũng biết, mình hát tiếng Anh cái cảm mình rất khác so với để cảm hát tiếng Việt. Và để đổi cái cảm đó là cả một câu chuyện. Cho nên là anh chọn một cái bài nào đó mà anh cảm giác rằng là nó dễ cảm nhất đối với Trang, mà nó vẫn vô cùng hợp với là giọng hát và hình ảnh của Trang. Thì giao cho đúng người rồi còn gì nữa, giao cho đúng thầy giáo ngoại ngữ. Và đây là lần đầu tiên mà Thảo Trang hát tiếng Anh hả? Dạ đúng rồi ạ. Khi mà em chọn bài hát này thì trước tiên là em có chọn một bài hát khác. Lúc mà tập thì anh Dũng nói là bài này rất là khó và lời rất là dài. Thì anh Dũng có cho em mấy phương án để lựa chọn thêm. Em với anh Dũng tập với nhau thì cảm thấy là bài này là phù hợp nhất. Phù hợp với cả giọng hát, kể cả về cảm xúc nữa đúng không nào? Ba vị giám khảo thân mến, Thảo Trang vừa mới chia sẻ đây là lần đầu tiên bạn ấy hát tiếng Anh đấy ạ. Có vị giám khảo nào phát hiện ra đây là lần đầu tiên của cô gái này không ạ? Phương thấy là hát tự nhiên lắm, thông thả lắm. Cho nên là nếu như không nói thì chắc là cũng không để ý đâu. Thì nếu như mà một phần trình diễn tiếng Anh, hát tiếng Anh lần đầu tiên thì chị xin chúc mừng Thảo Trang nha. Là đây là một cái phần rất là dễ thương. Tuy là hát Can't Help Falling in Love nhưng mà cái không gian á thì lại rất là lãng mạn. Rồi trang phục của Thảo Trang, rồi cái tóc nữa tự nhiên làm em gợi nhớ đến I See The Light á anh. Trong cái đoạn mà gọi là đèn nó bay lên á, tự nhiên có hoàng tử với lại công chúa, có Rapunzel ngồi tóc xõa vậy nè. Bây giờ tự nhiên xung quanh mà có thêm mấy cái đèn mà tự nhiên nó bay lên cái nữa là rất là Disney luôn á. Anh Dũng nói là chắc là cũng hơi khoai, nhưng mà như vậy thì mới cần một cái người như anh Dũng có thể đưa ra một cái giải pháp rất là phù hợp. Để em nghĩ đây là một tiết mục thành công nha, rất là đáng yêu ạ. Thầy công nhận là cái tài của người thầy thấy rõ trong tiết mục này là rất là khéo. Đúng là anh cũng không nhận ra là lần hát tiếng Anh đầu tiên đâu. Anh thấy nó tự nhiên, mộc mạc lắm. Cái điểm anh thích của tiết mục này nữa đó là lâu rồi á, mình không có được gần với cái âm nhạc cụ mộc á. Những cái âm thanh đó nó chạm vào cái cần đàn là nó đến ngay á. Thì nó tạo ra cái cảm xúc của cái nguyên bản của cái nhạc cụ. Take my whole life. Vì lẽ đó mà cả các nhạc công và các bạn đều hòa quyện vào nhau và đem trọn hết cái cảm xúc đến cho mình và đến cho khán giả. Anh rất là khen tiết mục này. Cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Hải Phan. Ngoài lời khen cho thầy giáo dạy tiếng Anh rất giỏi cho cô học trò này thì anh Tuấn muốn dành những lời khen hay những lời góp ý nào nữa? Anh nghĩ hôm nay là một cái lựa chọn đúng. Cái tiết mục của hai thầy trò nó có tính kết nối hơn rất là nhiều cái tiết mục của vòng thi trước. Quan trọng nhất là cái cách mà Dũng chọn cái cách hát ấy, để làm sao mà một người vừa lần đầu hát tiếng Anh mà lại còn vẫn có được cái cảm xúc ở trong cái bài hát. Bài này có thể hát nó rèn hơn để thể hiện giọng hát chẳng hạn, thì Dũng lại chọn cách ngắt nghỉ giữa các câu vừa đủ để cho Trang thể hiện. Người nghe vẫn nghĩ rằng đấy là những cái cảm xúc thực ở trong phần trình diễn, nhưng thực ra đấy là cái cách chọn của Dũng thôi. Dũng rất là khôn trong cái việc đó, thành ra đây là một tiết mục khá là thành công của hai thầy trò. Các vị giám khảo chúng ta thì đều ghi nhận đây là một tiết mục thành công, thế nhưng thành công sẽ được thể hiện qua số điểm mà ngay bây giờ hai vị giám khảo khách mời sẽ đưa ra dành cho tiết mục này. Xin mời giám khảo Nguyễn Hải Phong. Anh đồng ý với số điểm. Đồng ý với số điểm 9,75. 9,75 dành cho Thảo Trang là số điểm đầu tiên đến từ giám khảo Nguyễn Hải Phong, và số điểm đến từ giám khảo Ái Phương là Phương cũng giống như anh Nguyễn Hải Phong ạ, 9,75. 9,75 xin được chúc mừng Thảo Trang và đội trưởng Hồ Trung Dũng với một số điểm tôi nghĩ rằng cũng khá là cao. Nhưng người quyết định cuối cùng, số điểm cuối cùng là giám khảo Huy Tuấn sẽ được tiết lộ của chương trình, chúng ta cùng chờ đợi nhé.
Quý vị thân mến, phần trình diễn tiếp theo với chủ đề những ca khúc nổi tiếng thế giới sẽ đến từ cặp đôi vô cùng cá tính, đội trưởng Thảo Trang và thí sinh Jenna Anh Phương. Với Jenna Anh Phương là một trong những thí sinh có màn biến hóa ở trong tất cả những vòng thi với nhiều hình tượng khác nhau. Dịu dàng, nhẹ nhàng, cá tính, mạnh mẽ. Và không biết rằng hình tượng ngày hôm nay Jenna Anh Phương và đội trưởng Thảo Trang sẽ mang tới là gì? Chúng ta hãy cùng chờ đón họ thông qua một bản mashup mang tên Let's Get Loud và On The Floor. Dance the night away, live your life and stay young on the floor. Dance the night away, grab somebody, drink a little more. Let's get loud, let's get loud. Turn the music up, let's do it. Come on people, let's get loud, let's get loud. Turn the music up to hear that sound. Let's get loud, let's get loud. Ain't nobody gotta tell ya what you gotta do. If you wanna live your life, leave it all the way and don't you waste it. Every feeling, every beat can be so very sweet. You gotta taste it. You gotta do you it. You gotta do you it. You gotta do it your way. You gotta prove you it. You gotta prove you it. You gotta mean what you say. You gotta prove it. Do you it. You gotta do it your way. You gotta prove it. Prove it. It's a party, make it hot. Dance, don't ever stop, whatever. Grab somebody, drink a little more. La 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 la. Tonight we gon' be it on the floor. La 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 la. Tonight we gon' be it on the floor. It's round six, baby. That I can get this far thanks to Miss Thảo Trang. It's all for Jenna. It's just a party, baby. Come on. Pump it up. Tôi mới thấy đội trưởng Thảo Trang được giải phóng hình thể, được tìm thấy là chính mình với trong bộ trang phục này, với những vũ điệu Latin cực kỳ là sôi động trên sân khấu. Không biết có đúng không ạ? Bình thường thì
ngoài chương trình thì Thạch Trang cũng có thay đổi hình tượng rất là nhiều, tại vì cũng hát nhiều thể loại. Nhưng mà đúng là đây là cái hình tượng rõ nét nhất về Thảo Trang. À, với Jenna Anh Phương, đây có phải là một hình tượng mà khiến cho bạn phải lao lực, phải tìm kiếm bản thân mình ở đâu đó để kéo mình nhập tâm vào một cô gái Latin nóng bỏng rồi vừa hát vừa tập vũ đạo như vậy không? Thật ra là em cũng không cần phải tìm đâu xa đâu ạ. Em đã gọi là nuôi cái hình tượng này là từ sâu trong tim em từ lâu lắm rồi. Khi mà chị Trang chị bảo em là diễn bài này đi, là một bản duet giữa hai người, thì em liên tưởng ngay đến cái phần duet của Jennifer Lopez và Shakira, là một cái màn trình diễn mà em rất là thích, nên là em đã đồng ý luôn. Còn tới đâu thì tới, phải để chị Trang dạy dỗ lại, uốn nắn lại cho em sau. Rõ ràng là cô gái này dù là mong manh, dễ vỡ, nhỏ nhắn, đáng yêu, nhưng mà lại có một cái năng lượng ngầm ở phía bên trong, và ngày hôm nay đã được thoát ra. Anh Phong bây giờ vẫn còn đang không ngừng lắc lư, vẫn còn đang có vẻ như là anh chưa thoát ra được bản mashup vừa rồi đúng không ạ? Yeah, vẫn còn đang lân lân. Pump it up. Quá choáng ngợp luôn. Tức là không thể ngờ là em có thể làm được cái thể loại, cái chất liệu như thế này. Anh tin là chất liệu này là rất phù hợp với em. Wow. Thực sự là rất là mãn nhãn, và phần hát của các bạn cũng cực kỳ xuất sắc. Anh nghĩ là một tiết mục hoàn hảo. Cảm ơn giám khảo Nguyễn Hải Phong. Chúng tôi thấy thêm cả sự hào hứng đến từ vị trí của giám khảo Ái Phương nữa. Thực ra hơi téo xíu là lúc mà chị Trang mới xuất hiện á, sao em nhìn trên mặt chị Trang xem tự chạy subtitle chứ. Chị về rồi đây. Trở lại với cái năng lượng của mình á, chị điềm tĩnh mà chị để chị quẩy cho mấy đứa coi. Cái này chị chỉ cần nhá một cái thôi là thấy đã rồi, chưa kể là nghe cái mashup này thấy rất là sung. Thật thú vị khi mà mình có một cái cơ hội để mà gọi là buông xả đúng không em? Đứng đã cạnh chị Thảo Trang, biết khi nào mình mới có cơ hội này, cho nên mình cứ chơi tới thôi. Tới đâu? Tới bến chứ tới đâu. Đó, đúng không ạ? Và một cái điều nữa mà bản thân cũng thấy bất ngờ là, ví dụ nha, mình là thí sinh, mình nương theo cái cơn sóng của đội trưởng á, là mình buông xả không nói rồi, đâu có ngờ hai người mỗi người solo một đoạn. Mà hát solo không nói, ra ban đầu thấy chị Thảo Trang là ok ha, xong lát sau thấy Jenna là wow, xong rồi còn thấy xuống dưới đất một mùa nữa. Trời ơi. Bây giờ chị có sân khấu về sân một cặp mới nhìn thấy được khía cạnh này của Jenna thôi. Từ vị trí mà Phương đang ngồi, Phương cảm thấy sướng giùm cho chị Thảo Trang và Jenna luôn đó. Xưa xin được chúc mừng tiết mục này ạ. Em rất là thích. Cảm ơn ca sĩ nhạc sĩ Ái Phương. Và với một vị giám khảo vừa khó tính, vừa trầm tính, mà lại ít chia sẻ về vũ đạo nữa, cũng rất là khó khăn khi mà ngày hôm nay tôi lại quan sát thấy nhiều sự gật đầu và cái ghế nó lung lay nhiều như vậy. Đến từ vị trí của anh Huy Tuấn. Thì không nhảy được ấy, cho nên phải nhảy ngang em. Điều đó toát lên điều gì ạ? Là một phần trình diễn mà bạn không thể ngồi yên được, đúng không? Tôi nghĩ là cái sự lựa chọn của Trang thì vòng này anh Nguyễn Hải Phong có nói là dự đoán là vòng của Hồ Trung Dũng, chứ tôi nghĩ là vòng của Trang. Bây giờ chị đi về đúng chỗ của chị đúng không? Chị về rồi. Chị về rồi đúng không? Đừng chọc chị nha. Đó là lý do vì sao Jenna rất là tự tin trong cái phần gọi là trình diễn nhá. Anh tưởng rằng là em sẽ gặp khó trong cái phần vũ đạo đấy, nhưng không ngờ em lại còn tự tin hơn cả đội trưởng của mình thì kinh rồi. Xuống sàn luôn mà. Đúng như là dự đoán của chúng ta ngay ban đầu, các thí sinh chắc chắn là sẽ mang lại rất là nhiều điều bất ngờ mà chúng ta không thể tưởng được. Trong vòng trước đến vòng này lại có nhiều sự thay đổi đến vậy. Và ngày hôm nay thì với màn lột xác cực kỳ ngoạn mục này, thì hai vị giám khảo khách mời, chị Ái Phương sẽ cho tiết mục này số điểm là bao nhiêu đây ạ? Khó đấy ạ. Khi mà mạo hiểm như vậy thì có những cái chông chinh, nhưng mà nó nhỏ xíu, nó nhỏ như hột bụi vậy đó. Rồi bây giờ mình bú hột bụi đi được không? Thôi vậy đi ha. 10 điểm ạ. 10 điểm dành cho Jenna Anh Phương và đội trưởng Thảo Trang. Và bây giờ chúng ta hãy chờ đón số điểm của vị giám khảo còn lại. Thì anh thì không thấy khó lắm, 10 điểm. 10 điểm, 2 điểm 10 dành cho cặp đôi này. Tính đến tập phát sóng này, vòng này đã có 2 lần điểm 10 liên tiếp. Đây là một tín hiệu rất là đáng mừng nhé. Tuy nhiên thì chúng ta hãy cùng chờ đợi số điểm cuối cùng đến từ giám đốc âm nhạc, giám khảo cố định Huy Tuấn. Đây cũng là một màn trình diễn đáng tự hào của cả hai chị em đúng không nào? Xin được chúc mừng.
ơn mọi người ạ. Quý vị thân mến, phần trình diễn tiếp theo sẽ đến từ hai người đàn ông vô cùng lịch lãm ở trong vòng thi trước. Nhưng lần này, họ sẽ xuất hiện với một hình tượng hoàn toàn mới và đem lại những sự bất ngờ vô cùng thú vị. Và màn kết hợp giữa đội trưởng Hồ Trung Dũng và Mario Thành Tâm sẽ mang lại cảm xúc cho những vị giám khảo và quý vị như thế nào? Chúng ta hãy cùng chờ đón! Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sunlight's up the daytime, the moon lights up the night. I light up when you call my name, and you gone, I'm gonna treat you right. You give me fever when you skip me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever hold you the night. Loved Juliet, Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, you'll be my flame. We give you fever when you kiss it, fever with my flame in you. Fever, I'm a fire, fever, yeah, I burn for you. 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 You know you have it. You take a moment, make a magic. The way you move is so dramatic. I think I might make you a habit. Yeah. She on the faces, so many number you on the waitlist. You make me want me make some changes. Drive me to think I can't kiss it. Yeah, yeah. Every step you take, everyone avenue, sing hallelujah. Whoa, when you go low and I get high, when you move that slow, and like my fire, I might be falling for you, I don't know. I think it might be what you can live for. Whoa, when you go low and I get high, when you move that slow, and like my fire, my life be falling for you, I don't know. I think it might be what you came here for. Stuck in this game you started, don't leave me broken hearted, 'cause I've got nothing left to lose. When
And I get high when you move that slow. And like my fire, I might be falling for you, I don't know. I think it might be what you came here for. Whoa, when you go low. And I get high when you move that slow. And like my fire, I might be falling for you, I don't know. I think it might be what you came here for. Và Higher với phần thể hiện của đội trưởng Hồ Trung Dũng và thí sinh Mario Thành Tâm. Đầu tiên thì Huyền Trang muốn xác nhận lại xem là người đang đứng cạnh Mario Thành Tâm và Huyền Trang có đúng là đội trưởng Hồ Trung Dũng không ạ? Rõ ràng là ở đây ít nhất một trong ba vị giám khảo cũng sẽ tìm được ra sự khác biệt và bất ngờ trong phiên bản của Hồ Trung Dũng thường ngày. Tôi thấy có một người đã nhảy. Có một người đã nhảy. Có một người đã dám dùng vũ đạo vào trong phần trình diễn của mình. Mario làm như thế nào để có thể thuyết phục một cái sự kiên định mà tôi nhớ là ở trong vòng trước anh Hồ Trung Dũng và mỗi người thì sẽ có một cái phong cách thể hiện riêng. Anh thì không hợp vũ đạo rồi, nhưng rõ ràng ngày hôm nay mọi người có thấy hợp không ạ? Nhảy có chuyên nghiệp không ạ? Quá chuyên nghiệp luôn, quá táo bạo luôn. When you go low and I get high, when you move that slow and light my fire, I might be falling for you, I don't know. I think it might be what you came here for. Oh, when you go low. Giống như Maro chia sẻ ngay tập thứ hai của bài Chuyên Tình là Maro giống như một cái cầu thang của chương trình Trời Sinh Một Cặp, nó sẽ bước lên một cái đỉnh cao mới từ ngày. Thì giống như là với anh Hồ Trung Dũng, Maro nói anh ơi anh nhảy với em nha, từ vì em phải làm khác đi một tí xíu nữa em mới bước lên một bậc thang tiếp theo. Thì lúc đó anh Dũng chịu chấp nhận. Và điều đặc biệt, anh Dũng mới tập bài này ngày hôm qua thôi nha mọi người. Wow. Thật ra cái bài này giống như là bài trả nợ nhau á. Bài này không phải là không có nghĩ trong đầu, ý tưởng đầu tiên là phải điểm cao, phải làm thật hoàn hảo. Mà là trước khi vào đây á, Dũng có nói là Dũng mong muốn có một thí sinh hát cùng với Dũng nhạc jazz. Dũng rất là mong muốn có một người nhạc jazz cùng với Dũng, rất tiếc là team Dũng không có. Vì thế mà Dũng mới nói là chỉ có em là người duy nhất mà anh nghĩ rằng là sẽ dám chơi với anh với nhạc jazz này. Và ngược lại á, Dũng phải trả nợ cho Tâm. Tại vì Tâm đã hứa với anh Tuấn một lần một vòng nào đó là nếu cho em đi sâu, em bắt anh Dũng nhảy. Nói là bài này là hai em trả nợ cho nhau và không cần quan tâm chuyện gì khác hết, miễn là hai đứa vui là được rồi. Yeah. Chúng tôi chờ đợi mãi nhưng mà đó, phải có những cái sự bứt phá như thế này thì mới mang lại nhiều cảm xúc dành cho giám khảo cũng như là người xem. Và tôi tin chắc rằng là quý vị khán giả ngày hôm nay cũng đã cảm thấy ôi cái sự chờ đợi của mình thật là xứng đáng. Trời ơi, những cái sự nhún nhảy khiến cho tôi, bản thân tôi ở ngoài tôi cũng cảm thấy thích thú nữa. Thực sự là quá nhiều bất ngờ với cái cặp đôi này. Cái điểm mà thấy rõ ràng nhất đó là ở trong một cái cặp thầy trò thì thường là cái tính chất leader là nằm ở thầy. Nhưng mà hôm nay thì là thầy chịu làm mấy cái mới đó, nhảy nhót đó, thì là thầy có vẻ là lúng túng hơn. Nhưng mà khi thầy lúng túng á, thì trò mới là tự tin. Thì thành ra là trong cái tiết mục này anh thấy là Tâm là người dẫn dắt và như kiểu là đội trưởng là Tâm á, còn bên kia mới là thí sinh. Em cũng chia sẻ là trong câu chuyện này anh Dũng giống như là một người kể chuyện lại câu chuyện của em và một cô gái rất đẹp. Thì em có nói với anh Dũng là anh, em là một người không biết tiếng Anh nha. Khúc đầu anh cứ hát chính đi, còn nửa bài sau em không biết tiếng Anh để em hát chính. Trời ơi. When you go low and I get high, when you move that slow and light my fire, I might be falling for you, I don't. Tuần trước với tuần này thì tuần này là anh thấy là Tâm tự tin nhất. Và từng bước nhảy của Tâm xuất sắc. Cảm ơn Tâm. Yeah. Tiết mục rất là hay. Vậy những cảm nhận của chị Ái Phương thì sao ạ? Chị thấy chạnh lòng. Chị chạnh tại lòng sao nha. Sao vậy ạ? Thành Tâm có bao nhiêu 2 tuần để thuyết phục anh Dũng hả? Hát chung mấy năm rồi không có thuyết phục được. Anh chỉ có đứng chỗ anh đưa tay ra nè, nắm không nắm thôi. Ha. Nhưng tự nhiên hôm nay á, lên cái nãy giờ nếu mà mọi người bắt cận cái mặt của mình, hả? Ủa? Mà ngay cả là chưa phải là từ cái lúc nhảy đâu nha, mà bước vào cái bài này tinh thần đã khác rồi. Anh Dũng mới bước lên cái này có nhịp trong người kiểu là come on baby, tới đây chết chưa, khúc đó là thấy ừ ghê ghê rồi nha. Xong rồi lúc đó là Thành Tâm là còn chưa bước ra, đứng như này nè, bim bim.
Ý chà, căng nha. Xong lát đó là không ngờ là ảnh quên thầy luôn, ảnh xuống đây để tôi chiếm spotlight luôn. Và cái sự tự tin đó chính là cái thành công của tiết mục này. Thực ra bài này là Phương không có quen thuộc lắm, nhưng mà để một cái bài hát mà mình không quen thuộc lắm mà mình phải nhún nhảy, mình hú hét theo thì thành công rất lớn. Chúc mừng ạ. Cảm ơn chị. Không biết là về mặt âm nhạc thì anh Tuấn có muốn góp ý thêm gì không ạ? Bài này góp ý âm nhạc làm gì, mình phải góp ý về vũ đạo. À đúng rồi. Xin mời giám đốc âm nhạc Huy Tuấn được góp ý về vũ đạo. Tôi hoàn toàn là phản đối chị Phương với cả anh Phong. Sao bảo là đội trưởng của tôi lúng túng, tôi chẳng thấy lúng túng gì cả. Không, anh ấy rất anh tự Phong tin. Có. Tôi có cảm giác anh Dũng ở trong người là đã có sẵn cái máu vũ công rồi. Thấy chưa? Không, thực ra là em cũng phải nói một chút là tại vì sân khấu mình gặp nhau cũng hơi ít á. Chứ jazz thì nó có trong máu của em. Và jazz thì có những cái bài rất là upbeat. Và em cũng đã từng diễn với vũ đoàn những bài upbeat đấy. Chỉ có điều là đôi khi mình không gặp nhau nhiều. Nhưng mà theo cái kiểu là cùng phải theo động tác cùng với mọi người. Và đặc biệt là thực sự mà nói là không sân khấu nào mà hát mà Dũng thấy khớp như sân khấu đây. Không phải là do phần hát của mình, mình không biết là thí sinh của mình hát như thế nào. Có nhớ bài không, là vừa hát vừa phải canh coi cậu ấy, cái nhịp cậu đang làm sao để bè cho cậu ấy. Rồi trong đầu còn phải nhớ động tác, tất cả mọi thứ để cùng hòa nhịp với mọi người. Thì căng thẳng, cực kỳ căng thẳng. Đó là cái chuyện mới nhất mà Dũng làm ở Cặp Sinh Một Cặp. Còn lại thì anh em mình sẽ còn có một bài mới với nhau, anh Phương nha. Dạ, để nhảy nhiều nghe hơn nha. Anh nhớ cho em cái gì mà bem bem vậy nha. Phải anh chịu khai nha. Mà anh, giờ em khai cái này là cú đúp cho điểm 10 luôn nè. Có đâu, nghĩa đâu, là không gài nữa. Có nghĩa là cái bài hát này á, cái bài vũ đạo này nó đã có sẵn rồi. Anh Dũng vô. Em ơi, anh thấy anh nhảy vậy nó mới đẹp nha. Đó là những vũ đạo đó của anh Dũng. Signature là riêng đúng không? Điên đạo. Điên đạo Hồ Trung Dũng. Tại vì bình thường là tôi sẽ thường xuyên chúc mừng các thí sinh, nhưng ngày hôm nay tôi xin được mạn phép một lần nữa chúc mừng đội trưởng Hồ Trung Dũng với màn thể hiện cực kỳ xuất sắc vừa rồi. Bây giờ thì nhiệm vụ của chúng ta là đón nhận những số điểm dành tặng cho hai thầy trò, đội trưởng Hồ Trung Dũng và Mario Thành Tâm. Số điểm này sẽ đến từ giám khảo Ái Phương trước ạ. 10 điểm ạ. 10 điểm. Nào, anh Nguyễn Hải Phong bây giờ đang suy nghĩ xem là với số điểm nào sẽ xứng đáng với màn thể hiện này đây. Số điểm của tôi là 9,75. 9,75 dành cho Mario Thành Tâm và đội trưởng Hồ Trung Dũng. Xin được chúc mừng một lần nữa. Và quý vị khán giả ơi, hãy giữ sự hào hứng này lại, không chỉ là với cho tiết mục này đâu, chúng ta sẽ chờ đón tiết mục kế tiếp. Quý vị thân mến, ca khúc tiếp theo được trình diễn là một ca khúc đình đám đã từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế một thời. Đó chính là Telephone của Lady Gaga. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một phiên bản Telephone nhưng với sự thể hiện của đội trưởng Thảo Trang và thí sinh Ngô Kinh Lâm. Bỏ hả? Alo. Tôi nói là đừng có gọi cho tôi nữa. Nghe chưa? Đừng có gọi nữa. Có không giữ mất đừng tìm. Hello, hello, baby, your call, I can't hear a thing. I've got no service in the club, you say, say. What did you say? Are you breaking up on me? Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy. Just a second, it's my favorite song we're gonna play. And I cannot take you without drinking my hand, hey. You should have made some land with me, you knew that I was free. And now you won't stop calling me, I'm kinda busy. Stop calling, I don't wanna talk anymore. I let my head and my heart on the dance floor. Stop calling, I don't wanna think anymore. I let my head and my heart on the dance floor. The telephone man, I'm busy.
that burp, you know not gonna reach my telephone. Can call all you want, but there's no one home, and you're not gonna reach my telephone. Cause I'm out in the burp, I'm sipping that burp, you know not gonna reach my telephone. Well, the way you blowing up my phone won't make me leave no faster. Put my coat on faster, leave my girls no faster. I should've left my phone at home, cause this is a disaster. Calling like a letter, sorry I cannot answer. Not that I don't like you, I'm trying at the party, and I'm sick and tired of my phone ringing. Sometimes I feel like I live in Grand Central Station. Tonight I'm not taking no calls, cause I'll be dancing. BKAV Dance Team. Xin được chúc mừng Thảo Trang và Ngô Kinh Lâm. Xin được cảm ơn vô đoàn. Một cuộc gọi xuất sắc như thế này thì làm sao ngắt kết nối được đúng không ạ? Thì không biết là cái sự lựa chọn ca khúc này là đến từ chị Thảo Trang hay lại là đề xuất đến từ Ngô Kinh Lâm ạ? Đây là cố Lâm. Ô, của bạn. Tại sao chưa? Tại vì cũng giống như là mình cũng thích cái bài hát này á, cho mình muốn thể hiện thử. Mình biết là Lâm rất là thích cái thể loại nhạc này từ xưa rồi. Nó giống như là một cái thể loại để mà người ta bung ra những cái gì từng kìm nén. Đây là cái chất liệu âm nhạc của khoảng năm 2012. Kiểu âm nhạc này thì nó không có sắc sảo và giai điệu, nhưng mà nó lại rất là có cái thái độ hip hop. Nó thiên về nhịp điệu và vũ đạo. Thì anh nghĩ là với cái tiêu chí đó thì các bạn đang làm rất là tốt. Và cái hình tượng của Thảo Trang và Ngô Kinh Lâm hôm nay thực sự là ban đầu anh nhìn không ra, thấy một bạn nào chạy chạy lên tưởng một bạn nhỏ nào trong vũ đoàn, quay mặt lại thì mới thấy là đó là Thảo Trang. Thì anh cũng hơi sốc. Nói chung là anh rất thích cái hình tượng ngày hôm nay, và đây được coi là một tiết mục thành công và đúng cái thể loại chất liệu đó. Sự xuất hiện của chị Trang trong cái bài này rất là cưng. Là sao ta, nó bám beat đó anh. Nghĩa là chỉ cần nhẹ thôi là mình bị lôi theo. Và khi mà anh Lâm á, anh đến với cái tiết mục này cũng được bung xõa kiểu just a second, it's my favorite song they're gonna play, and I cannot take you with the drink in my hand. Hey. Đó là thái độ được đưa ra ngoài rất là thoải mái. Tuy nhiên em có hơi lăn tăn xíu là đây là bài mà anh Lâm lựa. Em đã chờ thêm một chút xíu nữa cái phần vocal của anh Lâm nó sẽ rõ hơn trong cái bài này, tại vì nó cũng hơi khó. Và là thấp cho nam. Dạ đó, nó thấp cho nam. Thì thật ra cái vấn đề này ở từ cái vòng trước thì nó vẫn còn. Thì em hơi tiếc xíu là hôm nay mình chưa có xử lý nó triệt để cái phần đó. Không, cái này thì Trang cũng có thể thanh minh được là tại vì riêng cái ca khúc này thôi mà để song ca nam nữ là cực kỳ khó. Quá khó. Cực kỳ khó, nó vừa nhạc dance rồi vừa di chuyển nhiều, và cái tông á, tìm cho được một cái tông hợp hai người là cực kỳ khó. Tại vì khi mà nếu như mà cao hơn một chút xíu nữa là Trang bơi luôn. Rồi mà thấp xuống nữa là cũng một trong hai người sẽ không hát được. Rồi cũng rất là cân đối. Nhưng mà được một cái là tiết mục này là quá cưng. Em cảm thấy là vô cùng lôi cuốn và mình tin vào cái tinh thần mày này cực kỳ, thì em nghĩ đây là tiết mục thành công ạ. Dạ, cảm ơn chị Ái Phương.
Tôi nghĩ là Ngô Kinh Lâm không có một cái thể loại nào mà có thể làm khó bạn ấy ạ. Tất cả những gì mà thật. Các bạn ấy chọn để trình diễn đều có một cái dấu ấn của Ngô Kinh Lâm. Tuy nhiên thì tôi không thích lựa chọn bài hát này để hát đôi. Nói thẳng là như thế. Nhưng mà về mặt gọi là nhịp điệu mà nói thì đúng là khá là thành công. Một lần nữa, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong lại có cơ hội để cảm thấy tự hào về cậu học trò năm xưa của mình. Tiết mục này sẽ xứng đáng được bao nhiêu điểm đây? Với giám khảo Nguyễn Hải Phong, xin mời anh. Số điểm của Phong là 9,5. 9,5 dành cho Ngô Kinh Lâm và giám khảo. Và số điểm đến từ giám khảo Ánh Phương, xin mời chị. Phương xin dành cho tiết mục này 9,5 ạ. 9,5 cũng là số điểm giám khảo Ái Phương dành tặng cho cặp đôi này. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi số điểm cuối cùng đến từ giám khảo Huy Tuấn ở phía cuối chương trình nhé. Một lần nữa xin được chúc mừng đội trưởng Thảo Trang và thí sinh Ngô Kinh Lâm. Quỳnh Lương, một trong những thí sinh sở hữu ngoại hình bắt sân khấu, giọng ca cảm xúc, và lần này cô ấy sẽ cùng với đội trưởng Hồ Trung Dũng thể hiện ca khúc I See The Light, một trong những thể loại mà tôi tin chắc rằng giám khảo Ái Phương sẽ vô cùng hào hứng đây. Quý vị hãy cùng chúng tôi thưởng thức tiết mục này quý vị nhé. The windows all around near outside looking in on gentle, never even knowing just how blind I've been. Now I'm here linking in the starlight. Now I'm here steadily I see it. Standing here is so I'm where I'm meant to be. And at last I see the light. And this light, the fog I lifted. And at last I see the light. And this light, the sky in you. And it's warm and real and right. The world has somehow seeped in. All at once, everything looked different. Now that I see you, chasing our daydream. All those years living in a blur. All that time never truly seeing things the way they were. Now she's here shining in the starlight. Now she's here, suddenly I know. If she's here, it's crystal clear. I'm where I'm meant to go. And at last I see the light. It's a light, it's all I've lived in.
sun is light, the sky is new, and it's warm and real and bright, and the world has somehow shifted. On at once, everything looks different now that I see you. Now that I see you. I see the light, phần thể hiện của đội trưởng Hồ Trung Dũng và thí sinh Quỳnh Lương. I see the light. Tôi đã nhìn thấy ánh sáng và tôi nhìn thấy cả hào quang được phát ra từ cặp đôi Hồ Trung Dũng và Quỳnh Lương. Thường là ở trong chủ đề này thì các giám khảo chúng ta rất là lo lắng cho các thí sinh, đặc biệt là có những thí sinh lần đầu tiên hát tiếng Anh. Nhưng có vẻ đây không phải là một thử thách khó đối với Quỳnh Lương thì phải. Dạ, bình thường là IELTS của em 0.9 ạ. Nhưng mà sau tiết mục này thì IELTS của em lên 1.0 ạ. Và nhờ anh Dũng thì em hát được một bài Trọn Mẹ. Em cũng nhìn ra cái lỗi sai của mình, nhưng mà ít ra là em đã biết giống như kiểu các cái âm cuối là em đã biết phát âm tốt hơn ạ. Cũng là một sự cảnh tim cực mạnh từ đội trưởng của em. Với ca khúc này giống như là chị Ái Phương mong muốn từ đầu đúng không? Đây là một trong những thể loại chị rất là thích. Không biết sao á, kiểu là anh ơi mình có thần giao cách cảm hay sao á. Hồi nãy á, là Phương có nói là cái tiết mục kia làm cho Phương gợi đến bài I See The Light. Xong rồi xung quanh là có đèn bay lên đúng không? Tự nhiên cái thấy ra gắn đèn hết hồn luôn á. Ý tưởng ban đầu á là đèn ở dưới chân để lên. Đó là mà kéo lên không chịu, anh đòi phải đèn ở trên để bay lên được đó. Thấy đèn lên là chỗ thấy hết hồn luôn á. Xong hồi nãy nghe I See The Light cái cười quá trời cười luôn. Phương cảm thấy rất là vui sướng. Bởi vì cá nhân thì đây là thể loại Phương rất là yêu thích Disney kỳ ảo. Tự nhiên Phương thấy Quỳnh Lương bước ra rất là xinh xắn, hát mộc mạc, dễ thương. Và khi bạn bước ra Phương tin đây là một vị công chúa. Mà vừa giống như là cô dâu và chú rể nữa. Dạ. And at last I see the light. There is a sky before I'm lifted. And at last I see the light. Mà cuối cùng là cái câu đó là và cuối cùng thì tôi đã thấy ánh sáng rồi. And at last I see the light. Dễ thương cực kỳ luôn, cho nên là Phương thấy không biết phải nói gì thêm, tiết mục này làm cho Phương cứ cười liên tục á. Dạ, vậy thôi đó. Chúc mừng anh Hồ Trung Dũng và Quỳnh Lương. Anh Nguyễn Hải Phong ơi, anh cũng rất là chăm chú khi lắng nghe tiết mục này. Rất là chăm chú và rất là cảm xúc. Qua bài hát mình thấy toát lên được cái tình yêu đẹp. Bài hát thì rất đẹp, giọng hát của Quỳnh Lương cũng rất đẹp luôn. Đặc biệt là cái chất trong cái giọng á, là em cất lên là màu, nghe màu. Đó, cái màu giọng đẹp. Nó đã tự có một cái độc bản riêng á. Tổng thể tiết mục thì nó lung linh và nó rung động, kiểu rung động nó nhẹ nhàng lắm. Còn em bên kia thì cũng giống như MC tiệc cưới. Vâng, tự nhiên ngày hôm nay tôi cảm giác đi lạc vào trong một đám cưới và mình trở thành MC bất đắc dĩ. Nhưng mà không anh ơi, em làm vai trò này quen rồi. Cứ mỗi lần đứng cạnh anh Hồ Trung Dũng và Quỳnh Lương em tự mặc định em là MC đám cưới luôn ạ. Không chỉ trong tập này đâu, tập nào cặp đôi này cũng rất là đầu tư về sân khấu, về trang phục. Mà bài hát nào thì cũng rất là tình. Đâu phải em muốn quên, là sẽ quên, là sẽ quên. Cảm ơn anh, chiều sự bướng bỉnh trẻ con của em. Cảm ơn anh rất nhiều đã cho em là được ước mơ mình. Tôi đã từng nói rằng là thôi Quỳnh Lương cứ thời đại đấy mà thi thế nào cũng thành công, bởi vì là quá là gắn chặt với cái khả năng trình diễn, rồi là cái âm sắc rất là đặc trưng của Quỳnh Lương. Thành ra vào trong những cái khung cảnh, những bài hát lãng mạn như này, nó thực sự là nó rất là rung động ấy. Càng thấy em không chắc chắn, có thể chỗ này chỗ kia vấp váp một chút, nhưng
nó lại mang lại cho người nghe một cái cảm xúc giống như là một cái gì đó nó rất là mong manh đấy. Thì cái đó không phải là ai cũng có thể tạo nên được cái cảm xúc đấy. Chúng tôi chia sẻ chút xíu là thực ra lúc nãy khi mà đứng trên sân khấu này á, thì lúc mà hai anh em nhìn nhau thì cái cảm giác rất là tự hào về Quỳnh. Nhớ những vòng đầu hai em làm việc với nhau còn rất là khó khăn, bởi vì có lẽ là Quỳnh cũng là một người cá tính mạnh, để mà Quỳnh tin một ai đó, nghe lời của người đó không phải là dễ. Và ít nhất là đến vòng này là Dũng thấy là Quỳnh đã làm được cái chuyện đó, và cảm ơn em đã làm tin vào anh. Cảm ơn em nhiều. Chính Quỳnh Trang đang cảm thấy rằng là anh đang đặt niềm tin vào Quỳnh Lương rất là nhiều trong bài hát này, vì đây là lần đầu tiên mà anh Hồ Trung Dũng để cho Quỳnh Lương hát solo, mà lần đầu tiên hát bằng tiếng Anh một đoạn dài như vậy. Theo cái quan sát của Huyền Trang lúc mà nhìn anh Hồ Trung Dũng ở trong cánh gà, Quỳnh Lương thể hiện xong cái phần solo của mình, anh thở phào một cái và anh bước ra sân khấu với nụ cười đầy mãn nguyện, đầy hạnh phúc và đầy tự hào. Cái khoảnh khắc này nó yêu lắm mọi người ạ. Và ngày hôm nay cái màn trình diễn này nó đẹp, tình, dễ thương, có quá nhiều mỹ từ. Và nếu mà được số điểm cao nữa thì thực sự là mỹ mãn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi số điểm đến từ giám khảo ạ. Số điểm của tôi là... số điểm của tôi là 9,75. 9,75 dành cho Quỳnh Lương. Và số điểm đến từ giám khảo Ái Phương. Phương xin dành cho tiết mục này. Phương xin dành cho tiết mục này 9,75. 9,75 cũng là số điểm đến từ giám khảo Ái Phương. Và xin được chúc mừng, chúng ta sẽ cùng chờ đón số điểm cuối cùng được bật mí bởi giám khảo Huy Tuấn. Quý vị thân mến, bây giờ chúng ta sẽ được thưởng thức tiết mục trình diễn cuối cùng trong đêm thi ngày hôm nay với phần thể hiện của đội trưởng Thanh Duy và thí sinh Duy Khiêm Ngố. Bây giờ chúng ta hãy cùng chờ đợi phần thể hiện của Duy Khiêm Ngố và đội trưởng Thanh Duy. My devotion, you are my loving song, triumphant life. I have no doubt that I could love you forever. The only trouble is you really don't have the time. You got one night only, one night. That's all I have to spare. One night only, there's no free time to pay. One night only, one night only. Come on, big baby, come on. One night only, we only have to know. One night only, we only. Devotion, you want my love and soul right on the line. I have no doubt that I could love you forever. The only trouble is you really don't have the time. You got one night only, one night only. That's all I have to spare. Going on.
Cái bài này nếu mà tính điểm phải tính thêm cả điểm giám khảo có tham gia trình diễn nhá. Đúng như Huyền Trang nói, tất cả mọi thứ đều có ở trong cái tiết mục này đúng không? Thanh Duy và Duy Khiêm thì lần nào chả bất ngờ, lúc nào cũng bất ngờ, lúc nào cũng có trò, lúc nào cũng có chiêu và luôn luôn là một cái gì đó rất là bùng nổ. Và với ca khúc này là một trong những ca khúc rất là nổi tiếng, được lấy từ một vở kịch có tên là Broadway, được trình diễn vào năm 1981. Nhưng cũng là một bài toán khó khi ca khúc nhạc kịch này được trước đó thì đã được trình diễn bởi hai thể loại. Với thể loại đầu tiên được chuyển thể theo thể loại ballad, thể loại thứ hai là disco. Thì tại sao giữa hai thể loại này thì anh Duy Khiêm và anh Thanh Duy lại lựa chọn disco ạ? Vì Thanh Duy là disco mà, còn Duy Khiêm là ballad mà. Yeah, disco ở trong máu của Duy. Và Duy rất là thích disco và Duy nghĩ là chỉ có disco mới làm cho mình được sống những cái khoảnh khắc hiện tại một cách rất là trọn vẹn. Và bài hát One Night Only cũng là một trong những bài hát mà Duy rất là thích. Và cái bản phối này cũng vậy, Thanh Duy và Duy khi muốn gửi tới một bản phối ở lúc đầu thì nó sẽ trầm lắng một xíu để đánh lừa mọi người. Rồi tới lúc mà chuyển sang disco thì tụi Duy cũng muốn hy vọng là khi mà cái sự chuyển biến đó nó sẽ mang tới một cái hương vị khác, một cái phong thái khác. Phải nói rằng là tính toán này của anh Thanh Duy và Duy Khiêm Ngũ có lẽ là đã khiến cho chúng ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, và bất ngờ nhất là cái lúc mà tất cả vũ đoàn cùng với nghệ sĩ là ào xuống phía của ban giám khảo đúng không ạ? One night only, that's all I have to spare. Một người xuống là em mà muốn xỉu rồi. Bây giờ tưởng tượng mà hai anh mà xuống hai bên đây, ngồi bên cạnh là chắc là em điên luôn á, chịu không nổi luôn á. Ngại lắm. Có muốn lần nữa không? Ê, cho xin miếng được không? Là hai người hai bên đi, thỏa mãn giấc mơ của em được không ạ? Phải là có một nét nhạc thì mới đi vô. Xin miếng nhạc được không mà thực hiện giấc mơ của em đi, em ngồi đây có một lần thôi ạ. I have no doubt that I could love you forever. The only trouble is you really don't have the time. You got one night only, one night only. That's all I have to spare. One night only, there's no return to care. Yêu cầu của chị có đơn giản quá không? Chứ bây giờ diễn một lần hay diễn 10 lần hay diễn thêm 10 bài nữa là đôi này cũng chịu luôn đấy ạ. Em có cảm giác là bây giờ kêu mà làm thêm nữa càng lúc càng sung và càng táo tợn hơn luôn đó. Đúng nha, hồi nãy được lên hát cái nữa nó đã dễ sợ luôn á. Em có cảm nhận được năng lượng từ cặp đôi này không anh, ạ? Anh vẫn còn đang choáng ngợp với cái tính cách của cái đội hình này. Phải nói là đây là một cái cặp đôi mà cả hai đều tài năng luôn và khớp với nhau. Thì anh được chứng kiến hai tập hai lần thì vẫn luôn bất ngờ như vậy. Đó là một tiết mục rất là hay, anh rất thích. Chính nhìn thấy Thanh Duy và Duy Khiêm Ngố là chúng ta thấy được quá nhiều điều bất ngờ mà không thể nào chúng ta có thể đoán trước được, luôn gây kích thích tò mò dành cho người xem. Và ngày hôm nay hy vọng rằng phần thể hiện này đã làm thỏa mãn được cảm xúc của giám khảo cũng như là quý vị khán giả. Bây giờ sẽ là số điểm dành cho cặp đôi này chứ ạ. Xin mời giám khảo Ái Phương ạ. Xin chào 10 điểm. 10 điểm. Tiếp tục là một điểm 10 về giám khảo Nguyễn Hải Phong ạ. Anh
vẫn đánh giá phần hát rất hay, âm nhạc bản phối rất hay và trình diễn của đoàn rất hay. Điểm của anh là của anh là 9,75. 9,75. Các chị bay gửi một lời chúc mừng dành cho đội trưởng Thanh Duy và thí sinh Duy Khiêm Ngố. Vậy là 6 thí sinh đã hoàn thành xuất sắc vòng thi thứ 6 với chủ đề World Hits, những bản nhạc nổi tiếng thế giới. Các thí sinh cùng ba đội trưởng đã cố gắng luyện tập không ngừng nghỉ để mang lại những màn trình diễn thăng hoa nhất. Hãy cùng nhìn lại một số khoảnh khắc đáng nhớ trong vòng thi này nha. Like a river flows slowly to the sea, and it's warm and real and bright, and the world has somehow shifted. Let's get loud, let's get loud. Turn the music up to hear that sound. Oh, when you go low and I get high, when you mood as low and light my fire. Stop calling, stop calling, I don't wanna take anymore. I left my head and my heart on the dance floor. One night only, we only have to love. We only have to love. Quý vị thân mến, như vậy là cả 6 thí sinh của chúng ta đã hoàn thành xong những phần thi của mình. Hy vọng là quý vị khán giả cũng đã có một buổi tối được thưởng thức một bữa tiệc âm nhạc thật là mãn nhãn. Với ba vị giám khảo thì sao ạ? Chị Ái Phương, chị ấn tượng nhất với màn thể hiện của thí sinh nào? Anh Thanh Duy, Duy Khiêm Ngố thì phong độ rất là ổn định, sự hài hước này làm nãy giờ cười cũng còn rất là mỏi luôn á. Nhưng mà bên cạnh đó còn có những cái sắc thái khác mà Phương rất là thích. Thì đang nghĩ lại nha, có lẽ cái điều bất ngờ nhất chính là tiết mục của anh Hồ Trung Dũng và Mario Thành Tâm. Tại vì điểm bắt đầu của các bạn khác nhau, nhưng mà cái điều hấp dẫn hơn từ phía người xem đó chính là các bạn thách thức cái giới hạn của mình. Điều đó rất hấp dẫn, cho nên đôi khi sẽ có những tiết mục chưa trọn vẹn lắm nhưng điểm vẫn cao, là tại vì từ phía Phương Quân thấy là đã thử thách cái gọi là cái giới hạn trước giờ rồi. Thì tiết mục của anh Hồ Trung Dũng và Mario là tiết mục mà Phương thấy là wow. Và đặc biệt là chị rất ấn tượng với phần vũ đạo của anh Hồ Trung Dũng, đúng không ạ? Sẽ có một câu hỏi khác dành cho anh Nguyễn Hải Phong đi. Để nói về những phần trình diễn ngày hôm nay, những màu sắc âm nhạc của các thí sinh mang tới bằng 3 từ, thì anh sẽ lựa chọn những tính từ nào để miêu tả về những sự trình diễn đấy ạ? Duyên dáng, thực lực và chân thành. Nhưng mà đặc biệt tiêu chí mà Phong nghĩ là nên giữ lại những thí sinh trong vòng này, đó là sự tiến bộ. Và Phong đặc biệt thích một bạn mà đã có sự tiến bộ rất rõ là bạn Quỳnh Lương. Và đấy cũng chính là tiêu chí mà giám đốc âm nhạc giám khảo quyết định của chương trình, đó là anh Huy Tuấn luôn hướng tới. Đây rõ ràng là một đêm thi mà tôi chờ đợi ở cái sự bùng nổ, ở cái sự phong phú về thể loại. Cái sự lựa chọn bài hát của các bạn hầu hết là rất là thành công. Trong đó thì tôi cũng rất là ấn tượng với những cái phần trình diễn mà mang tính gọi là tiến bộ qua từng vòng, vượt qua chính mình, như là Jenna Anh Phương và Quỳnh Lương là hai thí sinh tôi rất là ấn tượng. Cảm ơn những chia sẻ rất chân thành đến từ ban giám khảo dành cho các thí sinh của chúng tôi. Và quý vị thân mến, ngay bây giờ hãy cùng Huyền Trang chào đón quay trở lại sự xuất hiện của 6 thí sinh và 3 vị đội trưởng trên sân khấu này. Quý vị thân mến, như vậy là thử thách ở vòng 6 này dành cho các thí sinh với chủ đề World Hit, những bản nhạc nổi tiếng thế giới đã kết thúc. Và trong vòng chơi này như đã công bố thì chúng ta sẽ phải tạm thời chia tay với 2 thí sinh. Và bây giờ thì Huyền Trang xin phép được công bố 3 thí sinh đã lọt vào vòng an toàn với số điểm cao nhất đến từ 3 vị giám khảo. Xin được chúc mừng một thí sinh đến từ đội của đội trưởng Thảo Trang, Jenna Anh Phương. Xin được chúc mừng. Thí sinh tiếp theo được lọt vào vòng an toàn là một thí sinh
đứng bên tay trái của Huyền Trang và xin được chúc mừng Mario Thành Tâm. Chỉ còn một thí sinh nữa thôi và cái tên này rất dễ đoán, đó chính là Duy Khiêm Ngố, xin được chúc mừng. Ba thí sinh còn lại sẽ lọt vào top nguy hiểm. Chúng ta đang có Quỳnh Lương, Thảo Trang và Ngô Kinh Lâm. Hai trong số họ sẽ phải dừng cuộc chơi ở đây. Và xin mời ba thí sinh của chúng ta sẽ bước lên phía trước của sân khấu ạ. Chúng tôi xin được công bố ba số điểm mà ba thí sinh đang có được. Có một số điểm 28,5, có một số điểm 29 và có một số điểm 29,25. Và người đang sở hữu số điểm 29,25 là thí sinh. Xin được chúc mừng. And I'm lost, I see the light. I see the light. Some things are meant to be. Turn my hand. Yeah, I don't like you, I'm tired at the party. And I'm sick and tired of my phone ringing. Sometimes I feel like I live in Grand Central Station. Xin được chúc mừng thí sinh sở hữu số điểm 29,25. Quỳnh Lương. Và như vậy chúng ta sẽ phải dừng cuộc chơi và nói lời chia tay với hai thí sinh Ngô Kinh Lâm và Thảo Trang. Khi chúng ta phải nói lời chia tay ở đây, không biết là để nói về cuộc hành trình đến với chương trình này thì các bạn muốn chia sẻ điều gì? Thì đầu tiên Lâm cũng xin cảm ơn chương trình đã cho Lâm cơ hội để mình có thể tham gia cuộc thi, thể hiện khả năng của mình đang có và có thể trải nghiệm được nhiều cái điều thú vị trong công việc làm một người ca sĩ. Bản thân Lâm thì có trải nghiệm nhiều cái lắm, vừa áp lực mà vừa hồi hộp mà vừa vui mà vừa háo hức nữa. Và Lâm cũng xin cảm ơn chị Thảo Trang là chị đã lúc nào cũng support Lâm rất là nhiều cái, từ tinh thần, từ công việc chọn bài cho đến tiền bạc. Không, cái này là chỉ mượn thôi nha, mượn xong rồi trả lại nha, chứ không phải là chị cho đâu. Với Thảo Trang bạn sẽ chia sẻ điều gì ạ? Khi mà em tham gia chương trình thì tới vòng này thì em cảm thấy rất là vui rồi, tại vì em học được rất nhiều từ anh Dũng, học được cả cách sắp xếp thời gian, xong là học bài hát trong vòng một thời gian ngắn, hai anh em cùng học. Và rất là cảm ơn anh Dũng khi mà đã tận tâm giúp đỡ em. Và cũng cảm ơn tất cả các vị ban giám khảo đã đưa ra cho em những lời nhận xét để em có thể rút kinh nghiệm cho những cái mục đích tương lai sau này của em. Thật đáng tiếc khi phải nói lời chia tay với chàng diễn viên đa tài Ngô Kinh Lâm và cô em út với giọng hát nhẹ nhàng trong trẻo Thảo Trang. Hy vọng rằng hai bạn sẽ luôn giữ được niềm đam mê âm nhạc và phát triển hơn trong con đường theo đuổi ước mơ nha. Thảo Trang rất nhiều. Cảm ơn vì các bạn đã đến với Trời Sinh Một Cặp mùa thứ 7. Cảm ơn các bạn đã có những phút giây thăng hoa và cháy hết mình trên sân khấu. Cảm ơn những cảm xúc mà các bạn đã mang lại cho chính bản thân các bạn, cho những vị đội trưởng, cho những vị giám khảo và cho quý vị khán giả. Một lần nữa hãy dành một tràng pháo tay dành cho Ngô Kinh Lâm và Thảo Trang. Và ngày hôm nay chúng ta đã tìm ra được 4 thí sinh xuất sắc nhất của Trời Sinh Một Cặp năm nay vào trong vòng thi tiếp theo
sẽ là vòng loại cuối cùng. Hy vọng quý vị sẽ luôn luôn đồng hành, chờ đón và chúng ta còn gặp lại nhau trong Trời Sinh Một Cặp tuần sau được phát sóng vào lúc 21:15 tối Chủ Nhật trên VTV3. Xin chào và hẹn gặp lại!